tới ngày cũng phải trình giải gì vì cái giống như mình ở đây nè, tới trăm tuổi không bây giờ tám được không chết thì cũng chết, tám tuổi không chết thì nó phải tới chu kỳ nào để có thai được. Là vì nếu mà không chiến tranh thì cái đất này lên 10 tỷ cũng bắt buộc là phải tan rã. Bởi vì sao? Bây giờ con nên nhớ rằng ở trong cái nhà trăm thước vuông 10 người thì không đánh lộn, trăm thước vuông trăm người thế thôi, thế là có đẩy ra được rồi. Cái đó là cái quy luật nhân quả, nó quy luật luân hồi đó. Thì bây giờ này thì con hỏi thì nó cũng đúng trong thiền tâm, nhưng mà điều đó không chứng thực lắm. Bây giờ mình lo mình bao nhiêu tuổi nè, bây giờ đó đi đó chạy ra trở về bên kia rồi mới ấy, còn bên đây mình nó quay lại trên đây là mình đường cái nhân quả luân hồi nó thoát ra được đâu. Rồi bây giờ đó đã vậy thì có nhiều người 80 tuổi 100 tuổi là không chịu lo đâu, đó còn bài là cúng này cúng kia đi lấy tiền nữa, nó khổ rồi. Không bao nhiêu bài thì đâu ra đời rồi bây giờ nó chửi chửi thì đâu nó khổ á, người ta chỉ một đường giải thoát mà không nghe đâu còn đi chửi người ta. Mà cái này Phật nó nói là Như Lai dạy mà mấy ông cũng chửi. Nhưng mà bây giờ dù trong minh cỡ nào đi nữa thì cái tánh của người là không thể cắt cái chùa cho to ra, thông một tháng tôi thông 1 tỷ mọi giờ chơi kiểu này thì không có đâu đồng nào rồi tiền tôi tả tiền điện lên để chửi là bác thì không có đó. Mình cũng chấp nhận bởi vì mình gan mình chấp nhận mình bổ với mẹ thì mặc định chửi không thành vấn đề. Nếu mình gan vậy mình sợ bùa lá không sợ chết, giống như Thích Quảng Đức không chịu chết đốt nữa thì giờ thành bùa lá. Chứ sự thật ông bùa lá là người gan thôi chứ không phải thần thông phép màu gì đâu. Ta nói là do cái người gan, tự nhiên cái người mà hy sinh về nước ta đó anh hùng mà. Chứ đâu phải thành thánh gì đâu, anh hùng là hy sinh về nước là ta người đời ta ngưỡng mộ thời gian thôi chứ không lẽ người ngưỡng mộ hoài. Và hỏi thế thì cho con hỏi con nghĩ điều tiếp theo là cái cách tăng đạo công đức thế nào là hiệu quả nhất hay là tùy căn cơ của từng người ạ? Hiện tại nãy nói rồi tạo công đức thì bây giờ đó giờ con kiếm mới một trạng nguyên tâm đã đang cho với cúng quyền kiếm đã cho đó đem về nhà con bỏ đi rồi con nói cho con mượn nè, người nào được cũng cho luôn. Mỗi một người con cho mượn mà người ta xin con là con có công đức, đưa cho người ta 3 ngày giờ đợi lấy đó là nó trả con lòng con công đức. Nhưng mà con cho người ta mượn mà lấy lợi người ta năn nỉ rồi chắc chắn một con công đức đó. Đây là gọi là cái kiểm chứng mà cái kiểm chứng công đức từ chỗ đó. Có nhiều người đưa sách không đọc thì không có gì đâu có công đức, thấy không? Rồi muốn cân nhắc chắc chắn nhất thì nên nhớ rằng bây giờ vì cái quà tặng sách cũng có nhiều cái tặng lắm, nhưng mà cái trần nhân tâm rất nhiều nên xin cái này về rồi là mở cái thư viện nhỏ trong nhà mình á, cái cho mượn sách thì tới cái gì một mượn mà đến bà chồng rồi trong 100 quyển đó trong vòng 1 tháng mà con cho hết rồi bảo đảm con trăm nó là dễ. Chứ đâu phải bỏ ra đồng nào đâu, sợ đừng sợ tốn tiền, tu thiền tâm đừng sợ tốn tiền. Nên nhớ một điều, mình phải biết cách mình có công đức không. Mình nói 10 người ta nghe đủ 10 người có công đức, còn nếu mà nói 10 người thờ họ để ý thân rồi có chút nào đó hỏi tiếp thì cái văn hóa em ý trong là cái ý của 10 cái quyển sách các con đọc cũng khá nhiều lần rồi thì con hỏi là cái thần trung lòng thân là di chuyển từ cái cõi này đến cõi trời ấy, từ các cái cõi về cõi người ấy, thì thời gian bao lâu, ví dụ như là từ cõi đời vô sắc hữu sắc hoặc là dục giới về cõi người hoặc là từ các cái thần hoặc là cái cõi khác người không có giới về cõi người thì khoảng thời gian lòng thân bao lâu? Cái khoảng thời gian mà từ khi mà hưởng hết từ cái cõi trời trở về đầu thai cái dòng dòng tộc á thì cái khoảng thời gian đó là bao lâu? Cái này không nói bao lâu được. Có nhiều người đầu thai là kiếp người, tại sao có người 90 tuổi mới chết, có người 80, 30, 40 là do cái phước của người đó. Bây giờ cái phước anh lên cõi trời vô sắc là 100.000 năm nhưng mà có 80% rồi đó thì sống
80.000 năm thôi, chứ đâu đủ 100.000 năm. Thì đây quý vị, thì mình không ấn định được cái cố định được, là do cái phước của mình. Bây giờ ví dụ là bây giờ người ta nói là quy định đi chơi đi Mỹ chơi một tháng đó là 3.000 đô, còn có 2.000 xong đi 20 ngày cô về, chứ lại đã ở đồng bằng cái ta, cái đó là nguyên tắc cái đó, không ấn định được. Còn anh hỏi là cái trung ẩm thân mà di chuyển từ cái lúc mà hưởng cái cái phước đức dương hoặc là ác đức thì quay về cái cõi người này, cái khoảng thời gian này có cái dung sai chứ không phải là sống ở cái cõi mà. Cái này nó thuộc về nhân quả luân hồi. Bây giờ đó mình ở đây nè, giống như là mình đang nắm cái con bông đó. Mình đang nắm vậy nè, nó nhẹ đó, cái phước rất nhiều, phước đức mà cao nhất nó đụng tới cái nóc nhà đó, vừa thả nó bay tới đó, rồi phước đức dương cực dương nó đương đương với cõi trần vô sắc, mà nó bay tới cái vùng qua nó đứng đó là thì cõi trần hữu sắc, thì cái chuyện gì. Còn nếu mà ác đức á, vừa thả rất là đồng số liền nó hút, còn cái công đức á, thả nó không bay lên mà nó cũng rớt xuống, mà nó dính ở trong này không, tự nhiên nó bay ra ngoài. Đó là cái công đức đi ra, cái công đức đi trở về một chân đi bằng con đường đó, nhưng mà nó quay cho đến khi nào mà nó đến tất chỗ bao nhiêu quy luật nhân quả luân hồi nó quay mà nó buộc đơn ra, nó bay cho đến tới chỗ nào không quay thì đó gọi là trung tâm vận hành luân hồi, thì nó mới ra được. Tới đó phần nhãn có mở được, chứ bây giờ mình là nhiều phần nhãn tuy có mở nhưng mà phải thấy bằng cái tánh thật, và nó không có xa được đâu. Muốn mà phần nhãn trở về trung tâm vận hành luân hồi thì phải tánh người nó tan rã ra, trung ấm thân nó tan rã ra, thì tánh Phật nó trở về cái ban đầu của nó nha. Còn cái chuyện nó rơi nó mau đi mau đi chậm thì cho con rất nhiều ít, con đức ít nhiều tăng nhiều vô lượng rơi rất nhanh, giống như con cái cục đá mà con để trên nóc nhà nó nặng con rơi, còn nếu mà còn cái hộp giấy nó rơi thì tự nhiên nó bật. Đó, cái này mình không có phân biệt được, mà do cái công đức của mình. Còn nếu mà vấn đề vào tất các 18 tầng địa ngục nó cũng nằm ở trong đây này, đó là cái một ác quá thì nó rơi rất nhanh, ở dưới thành trong trường tức khắc đi vào tầng 18 thì nó là do cái nghiệp ác đức của mình. Ra ban đầu thì nó cũng thấy cụ thể cái đấy, nhưng mà ban đầu muốn hỏi thì đây con đang nói thông nên câu giải đáp của thầy. Một ý nữa là biết câu thầy hỏi cũng ngỡ ngàng, cũng cứ hỏi ạ. Tức là trong cái phần sống trong cõi thần thì 500 năm người thì cái phần ở trong cái cõi phúc sinh và gọi là cô hồn thì cái dung sai là khoảng kéo dài bao lâu? Súc sinh và cô hồn, tức là cô súc sinh và ngã quỷ thì là cái du sai đọc đấy là bao lâu? Và súc sinh cô hồn nó khác, là hai cái đấy, hai cái khác, có hai cái ý riêng. Nếu bây giờ tôi nói là ví dụ một người đang là người mà mất, nếu mà ở trong cái việc rồi ngã quỷ á, chứ ngã quỷ đây là cô hồn, nhưng mà trong cái thời gian này nè, mình mất thân này rồi 3 ngày sau ở trong cái loài ngạo quỷ á, thì 3 ngày sau mới mở mới thức dậy được, còn không thức sớm được, nhưng mà thức dậy thì được ở trong cái này nè 49 ngày. Nếu mà mình cái người đó mà họ có cái nghiệp ở trong cái dòng tộc á, thì họ đưa đi vô. Còn nếu mà cái nghiệp họ không có nghiệp trong cái dòng tộc thì họ có làm cái rồi ngạo quỷ á, đi ra là cô hồn, là cái câu này chứ mình cũng không hiểu, không biết nữa là tùy theo. Có nhiều người họ kiếp ngạo quỷ 10 năm họ trở vô dòng tộc, có nhiều người kiếp ngạo quỷ hàng trăm năm rồi mới trở lại. Còn vô dòng tộc cũng vậy đó, do hai người tạo nhân quả lên cái này làm vợ chồng con cái ông bà cha mẹ nhau rồi có cái nghiệp của người ta, mình cái này không có ấn định được. Nhưng mà nói á, là không ấn định được là thời gian bao lâu. Còn cái súc sanh á, là tùy theo, khi mà mình mất rồi nó cũng có
ngoài loài sanh và có loài nạn á, vừa mắt mở mắt ra là thấy một đoàn thú nó dí mình á, thì dí mình nó chạy đi, dí một đám thú đó, mình nhân quả nào đúng, nhân quả loài nào chuông vô loài đó. Cái loài thực dân nó nằm ở trong vậy. Tại sao nhiều người khi mà họ không chịu chết á, họ chết lâu, mà khi họ mở mắt ra đó, mình nhớ bằng nếu mà biết gia đình nào mà biết người đó đi cái cõi nào á, thì trong trước ba ngày chết người ta sẽ thấy cái gì đó, thì chắc chắn là mình sẽ đi con đường đó, không có sám hối cầu siêu của ai gì đâu, vậy đó là cái nghiệp báo tôi biết đó. Thành ra nếu mà ở trong dòng tộc là thấy người trong dòng tộc nha, thì chắc chắn về còn kêu thấy chứ muốn thấy kêu bằng cảnh trực chấp này kia nọ chắc chắn là một hồn, còn mà thấy hình này hình kia là chắc chắn hơn đó. Thì phải hiểu cái này có tiền gọi là tiền cái gì cảnh chấp trong ba ngày bất cứ ai. Có nhiều người tại sao mà ta chết ta cấu được là cái chỗ này ta cấu ta biết, bởi vì nếu mà mình có nghiệp mà thấy thì ta nói ở 3 ngày 4 ngày đó chết. Mà chết đó mà coi chừng chắc chắn rồi thì thường thường mà thấy thì vậy rõ ràng là lỡ luôn trong tộc và làm người. Với cái này thì nó đúng đó, còn mà thấy những cái mà đi giảm sanh thì gì nó không thấy đâu, nó chỉ thấy những cái cảnh rất đẹp thôi. Còn mà nếu mà còn muốn trở về còn nhớ là cá thì nó thì tao quan vào biết hết, cái thời gian rất dài mà như thế nào là biết hết. Là con hỏi gì? Con đã được nghe được sự giải đáp của thầy thì tức là từ không có cái thu thuộc vào công nghiệp được quá, không có cái khoảng thu sai nhất định quá. Câu hỏi của thầy tiếp theo là con cũng hiểu được ý nghĩa của 49 ngày, thầy có thể cho con rõ hơn được không ạ? Cái số 49 ngày từ đâu ra, ý nghĩa nói như nào? Ý nghĩa của 49 ngày là tại sao là 49 ngày mà không phải là 50 hay là 48. Cái này là ông Phật ông nói vậy, ông thấy sao ông nói vậy, ông dạy mình nghe thôi. Chứ còn cái nguyên tắc cái vật lý là 49 ngày gọi là cái thời gian sau cùng. Nghĩa là anh mà có ở trong ngạo quỷ hay dòng tộc không quá 49 ngày đó, giống như cái lịch mình gỡ này, tại sao mà ta không để là 32, 31 hết đi, còn 30 hết rồi. Cái đó là cái ấn định của cái nhân quả này, ông Phật không thấy sao nói vậy. Chứ còn mình hỏi chứ tại sao ấy, thì cái đó thì đến nữa thành Phật đi tự nhiên biết. À, thì con cứ hỏi cái gì, con biết con cứ hỏi cái mà. À, thì con hỏi cái gì, thì có thể nhớ thêm, con hỏi thêm. Chị Nga ở ngoài Hà Nội ạ.
thì con đã tiếp xúc được với chị Hà và cũng rất là may mắn là con đã được tham dự một cái buổi truyền thiền của chị Hà và Hà Đồ. Và cái buổi truyền thiền đấy nó cũng tạo cho con một cái sự xúc động rất là mạnh, là hai anh em đã đặt cái kế hoạch là phải vào đây, trước là để tri ân thầy, sau là trước là tri ân đi sư Đức Thảo, rồi tri ân thầy, và cũng có những câu hỏi để giải đáp thắc mắc. Thì con xin là một ba câu hỏi ạ. Thì như vừa nãy thì thầy con nói là để mà có thể tu giải pháp thì trước tiên là phải có một cái ham muốn được tu giải pháp. Thứ hai là mình phải có một cái khối công đức đủ. Và thứ ba nữa là mình phải nắm được cái công thức để mà mình có thể tu giải pháp. Thế thì cho con xin hỏi là nếu mà con đã hiểu được ba cái điều đấy rồi thì có nhất thiết là con cần phải xin là cấp yếu chỉ và cấp bí mật thiền tông nữa hay không? Đấy là cái câu hỏi đầu tiên của con ạ. Cái câu hỏi thứ hai của con ạ. Dạ. Ở đây ý của con hỏi là phổ biến được là muốn giải thoát thì thứ nhất là phải có lòng ham muốn, thứ hai là phải có công đức, thứ ba là phải nắm giữ cái công đức giải thoát. Có nói nếu mà đã biết được như vậy rồi có cần phải được cấp yếu chỉ hoặc được truyền thiền hay không? Thường thường á cấp yếu chỉ á thì để khi mình có cái căn bản để tiến lên được truyền thiền. Mà cái truyền thiền, trong truyền thiền này, cái điều 25 người ta mới dạy, chỉ cái cách ta sẽ cung cấp cho mình một cái quyển sách đó, một phần đó thì lâu lâu quên thì mình có mình xem lại. Chứ nếu mình không đi qua cái hệ thống này thì cũng về được chứ không? Nhưng mà hên xui. Đó, 10 người có thể đi lạc đến 9 người. Nếu mà có đúng cái hệ thống này, cái này cái phần truyền theo dòng truyền tâm để nhắc tên là người biết rằng quy luật nhân quả luân hồi chỉ có truyền tâm mới nói được cái này thôi, còn tất cả các kinh điển trước hoàn toàn không nói được. Từ 500-600 bộ kinh tiểu thừa, 12 bộ kinh của đại thừa hoàn toàn không nói cái này, mà chỉ là nói sơ thôi, chỉ có truyền tâm mới dạy trần ra. Nên nhớ này, thì mình nên cũng nên nhớ rằng cũng nên xin để biết cô có cái bằng là có ý chỉ hoặc là có được truyền thiền thì cô về cô nói lối số người ta mới nghe, chứ còn cô đây không nói nó nói cô đi nên mình không có làm không. Nhưng mà nó nếu nói đi tôi đi tại sao tôi có cái này mình có thể nói được, còn nếu người ta nói cô không có cái gì người ta nói cô đi vậy thì cô đâu có cái ý kiến gì cô nói là ta. Mà cô nếu mà này, cô nói người ta không nghe nữa thì vô ích, thì nó bắt buộc. Bởi vì thành ra tất cả về sau Đức Phật không nói dẫn giải thoát được chứ phải không, nhưng mà với điều kiện phải hiểu cho rõ. Còn nếu mình không hiểu rõ thì phải truyền thiền, người ta mới cung cấp cho mình cái tài liệu này để làm gia bảo. Mà nếu cung cấp được này là gọi là gia bảo. Thì hỏi câu hỏi thứ hai. Con xin hỏi câu hỏi thứ hai, đó là nãy như con có nghe thầy nói là cái việc tạo ra công đức thì có rất nhiều cách để tạo ra công đức. Ví dụ như là mình có thể là một cái thư viện nhỏ và mình đưa những cái cuốn sách của bên bộ huyền bí vào, và khi mà cái người đọc sách ấy, và người ta có cái nhu cầu là người ta muốn xin về cái cuốn đấy thì đấy cũng là một cái cách để tạo công đức. Thì cái câu hỏi thứ hai của con thì nó hơi khác một chút, là bởi vì cái công việc của con là cái công việc của con hiện nay con là phó giám đốc trung tâm tư vấn và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ. Thì trong cái quá trình con làm suốt 14 năm thì con tiếp xúc với hàng nghìn thân nhân gia đình liệt sĩ, cũng như là con hiểu rằng là các gia đình liệt sĩ họ cũng gặp bế tắc, rồi bản thân khi con cũng hiểu là các liệt sĩ người ta mất đi trong cái hoàn cảnh của họ thì họ có những người người ta rất là hốt hoảng, đã cũng chưa biết là người ta bị mất cái sự sống vì bom đạn chiến tranh như vậy. Thì con rất muốn là làm cách nào đấy để mà giúp cho họ để có được như con được tiếp cận với cái công thức giải pháp như thế này, thì làm thế nào để giúp được cho những cái linh hồn, những cái vong hồn của những cái người đấy họ có thể có được cái công thức giải pháp này, họ không phải là con người để mình có thể đưa cho sách hay là nói chuyện với họ được ạ. Đấy là câu hỏi thứ hai của con ạ. Con xin đáp lại.
Ý của cổ nói là bây giờ là có nhiều cách để tạo công đức. Trong đó có ý cổ là cổ nói bây giờ cổ muốn giúp cho những người liệt sĩ, tức là những người đã mất rồi đó, làm sao mà họ biết được cái công đức để giải thoát, họ có biết được pháp môn giải thoát này. Những người liệt sĩ, tức là những người đã mất rồi đó, những người đã chết vì chiến tranh. Mình lo mình đi. Bây giờ cái liệt sĩ nó làm tới cái dạng khác rồi, nó ăn ngoài khác rồi, làm sao giúp? Nhưng tôi suy nghĩ đi, cái anh liệt sĩ á, thì người ta không phải chết và phải là đơn thuần đâu, tôi không nói, nhưng là ở thế giới khác, mà cái thế giới nó rất mạnh à, nha. Con nên nhớ một câu như thế này nè, tất cả ai cũng nói câu này, sống làm tướng chết làm thần, sống làm binh sĩ chết làm gì? Thần thừa anh, tướng thì làm thừa thần lãnh đạo. Thì bây giờ mình lo mình đi, đã bắt lo mấy cái người kia làm gì? Cái đó là đã người ta không có đồng ý đâu, tất cả người đó người ta không có đồng ý giải thoát đâu. Nếu là thần nó vậy, nếu muốn giải thoát thì là thần hoàn toàn không muốn giải thoát. Bởi vì người ta vui, giống như bây giờ cái người người ta giàu có quá, biểu ta bỏ giàu có thì đi theo cái này đại thế. Nên nhớ là đừng có mơ mộng, lo mình đi, lên mình đi, rồi về Phật giáo á, muốn tạo công đức thì mới dùng Phật giảng, ngó qua đây là ai thích thì giúp ta có tiếp tục hơn. Cái còn thôi đừng có mong gì giúp mấy cái người kia là thế giới khác. Thế giới này một chút không được, ví dụ bây giờ tôi nói thằng cô á, nhà cô đâu tu cho đạo Phật mà tu thiền tông, mà mấy người kia đã tu đạo Phật á, mà tôi tự tình độ, cô nói là chữ tôi vậy. Nó không đúng với người ta. Mình đừng kêu một đừng có lo bao đầu cái này. Mình lo mình đi, lo giải thoát. Đêm công đức 5-7 người về, nhớ phải cố gắng là tạo được công đức và đồng thời biết được cái công đức. Nha, thì mình muốn mãi cái này đó. Ba cái nó phải song song với nhau. Rồi nếu mà ba cái thì mà nó khác thì hoàn toàn không được. Mà nên quay trở về thực tế một chút, sống hiện tại và tương lai, đừng có lo bỏ ra bỏ ra. Mời anh chị kể lại ra. Con rất là cảm ơn Viện Chủ, bởi vì thực ra cái câu trả lời của Viện Chủ thì nó đã giúp cho con cách để giúp họ, có nghĩa là con phải giải thoát được thì con mới có thể giúp được họ. Còn cái câu hỏi thứ ba của con thì con muốn hỏi Viện Chủ là có cái cách nào hoặc là có thể là từ cái phước đức mà mình chuyển thành công đức không ạ? Ngày nghĩ là của câu hỏi là có cái cách nào từ phước đức mà chuyển thành công đức. Bây giờ tiền giấy không thể đổi thành quà được, thế gian mua được rồi. Chứ còn cái quy luật nhân quả, phước là khác, phước đức khác, ác đức khác, công đức nó khác. Nó một cái là có một cái môi trường riêng, không thực hiện được đâu. Nhưng mà mình sống ở đây, nếu mà con muốn chuyển phước đức thành công đức khi còn sống chỉ được với điều kiện con có phước cũng có tiền gì, con đi mua sách giúp người ta giác ngộ là con có công đức, chuyển bằng cái đó đó. Chứ đừng có nói tôi có phước điều kiện mà tôi muốn lấy cái phước này để mà tôi chuyển công đức, hoàn toàn không được, bằng cách là